Xin chào quý bà con, hôm nay mời bà con xem dòng sản phẩm mới máy băm sơ dừa Takio TK550. Dòng sản phẩm duy nhất tại Việt Nam băm dừa nguyên trái sử dụng điện một pha. Năng suất đạt 500 đến 700 kg trên 1 giờ làm việc. Máy băm sơ dừa Takio TK550 đây là dòng máy chuyên dụng băm dừa, thành sơ dừa và mùn dừa, công suất lớn, máy phù hợp sử dụng cho các hộ gia đình kinh doanh và các xí nghiệp với công suất đạt 500 kg đến 700 kg nhằm sử dụng cho việc trồng cây trồng nấm làm vật liệu đốt tạo viên nén v v do thương hiệu takio nghiên cứu và sản xuất nhằm mang lại giá trị cốt lõi phục vụ bà con nông dân phát triển đời sống nâng cao giá trị